Chương trình nghệ thuật hội họa với Nguyễn Đức Cường xin được hân hạnh trở lại với quý vị. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở lại đề tài tĩnh vật. Tĩnh vật still life, thường thường người ta hay vẽ hoa, vẽ trái. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ hơi khác một tí. Chúng ta vẽ vẽ một cái bình và một con cá. Thường thường cái tĩnh vật đó thì người ta ít có vẽ cá lắm. Cái con cá mà hôm nay chúng ta sẽ vẽ nó là con cá hồi, tức là con cá salmon. Nó được cắt ra làm vài khúc. Quý vị nhìn lên màn ảnh đã thấy cái một cái phác họa của cái bức tranh tĩnh vật ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt tay ngay vào việc mà cho màu vào. Đầu tiên là chúng ta cho cái màu của cái bình, cái vase, tức là cái bình bằng sứ. Cái bình này nó màu xanh đậm. Thông thường những cái bức tranh tĩnh vật đó thì người ta hay bỏ những cái bình vào. Chứ còn trên thực tế thì ở trong bếp, lúc mà người ta làm bếp, người ta cắt cá, cắt thịt thì đâu có ai mà để cái bình ở bên cạnh làm gì. Thế nhưng mà vì nó là bức tranh, do đó chúng ta phải trang trí cho cái bức tranh tĩnh vật. Nó có thêm những cái phối cảnh, cảnh này cảnh nọ. Cái bình bằng sứ nó làm cho bức tranh nó tăng thêm cái phần mỹ thuật. Chúng ta sẽ vẽ cái quai của cái bình này. Quai nó cong ra như thế này. Nó đại khái là cái hình ảnh mà chung chung của cái bình nó đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ sang cái bóng đen của nó. Chúng ta cho cái ánh sáng như thế này là chúng ta biết là chúng ta cho ánh sáng ở bên phía bên tay phải, bởi vì bên tay trái nó tối, nó có màu đen, màu đậm. Như vậy thì chắc chắn là cái ánh sáng nó phải nằm ở phía bên tay phải. Nếu quý vị nghe Nguyễn Cường đã nhắc nhiều lần là khi mình vẽ một cái hình, vẽ một cái vật thì bao giờ chúng ta cũng phải ấn định được là cái ánh sáng nó nằm ở phía bên nào, bên trái, bên phải hay là ở giữa. Chúng ta nếu mà không có ấn định được cái ánh sáng đó, nghĩa là cái bức tranh nó sẽ chẳng có ánh sáng gì cả. Và cái phần phía dưới này là phía dưới cái con dao, do đó chúng ta cho nó đậm hơn, bởi vì nó bị cái con dao này nó che. Do đó nó đậm. Nó cũng là màu xanh, nhưng mà xanh tối, xanh đậm. Đó. Có thể nó còn đậm hơn nữa ngay ở cái phía dưới của con dao này. Và quý vị thấy cái Cường đang vẫn cho cái màu đậm vào cái bình. Tại sao chúng ta phải bỏ nhiều thì giờ để vẽ cái sự mà tối và sáng của cái bình này? Câu trả lời là cái lý do là chúng ta muốn cho cái bình nó tròn lên, nó có không gian ba chiều, chứ không có ai mà lại muốn cho cái bình nó dẹp cả. Cái bình nó phải tròn, cho nên là chúng ta phải tốn khá nhiều thì giờ mà chúng ta vẫn bằng lòng để cho bức tranh chúng ta nó đẹp. Đó.
cường đang sửa nắn cho cái shape của cái hình dáng của cái bình nó được tròn hơn, nó được elegant, tức là hoa mỹ hơn. Quý vị bảo là anh ngồi anh đánh cái màu đậm này đến bao giờ mới xong? Vâng, bao giờ cũng được hết, là bởi vì chúng ta không có làm cái chuyện này á là bức tranh chúng ta nó sẽ kém cái phần nghệ thuật. Người ta nhìn vào người ta sẽ bảo là bức tranh này trông nó không có giá trị về nghệ thuật. Quý vị biết đó, là cái bình bằng sứ bằng sành nó rất là bóng, nó phản chiếu những cái ánh sáng từ bên ngoài. Chẳng hạn như chúng ta để một cái bình ở trong nhà mà gần cái cửa sổ thì nó sẽ phản chiếu cái ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ lọt vào. Quý vị thấy là bắt đầu cái bình chúng ta nó bắt đầu tròn ra được rồi đó. Lần nữa chúng ta dùng cái bút blending brush, chúng ta trộn nó lại thì cái bình của chúng ta nó sẽ trắng ra, nó sẽ tròn lẳn ra rất là nhiều. Rồi bây chúng ta thử vẽ qua con cá có làm sao. Con cá là con Cường thích vẽ nhất, nó là cái chính này. Thì con cá salmon, tức là con cá hồi đó, quý vị biết là cái thịt của nó màu đỏ, nó có một vài cái khía hay là cái thớ nó màu trắng. Quý vị nào mà hay ăn sushi như thế nào cũng nhận ra được cái màu của cái con cá salmon. Ở trong hội họa đó thì vẽ thức ăn đó là một trong những thứ mà khó vẽ nhất. Vẽ người, vẽ thú vật thì dễ lắm, vẽ hoa lá cây cỏ rất là dễ, vẽ thức ăn, vẽ làm sao mà cho nó ra thức ăn trông nó ngon, trông nó tươi, trông nó ra hình thù của cái thức ăn. Chẳng hạn như là bây giờ mà anh nào bảo là vẽ một cái tô phở mà cho nó ra cái tô phở thì Nguyễn Cường rất là phục, chứ không phải là chơi đâu. Vì không phải mình cứ tưởng là cái tô phở là cái mà hàng ngày mình trông thấy, mình cứ nghĩ là nó dễ, mà thực ra không dễ, khó. Đó, chúng ta cứ vẽ cái màu cam, cái màu orange nó như thế này. Rồi lát nữa chúng ta cho thêm một vài những cái thớ thịt mà trắng vào. Đây là cái khúc cá thứ hai, tức là nó còn nằm ở trên cái con một nửa con cá còn lại. Đến cái khúc thứ ba là cái khúc cuối cùng, nó nằm ở tiền cảnh thì nó nằm ngang ở trên mặt bàn, hay là cái thớt. Thường chúng ta sẽ vẽ giống như một cái thớt, một cái miếng mà cắt đó. Rồi quý vị mới để ý là Nguyễn Cường vẽ ba cái miếng thịt này á, ba cái khúc cá này bằng ba cái màu da cam khác nhau. Cái mà gần chúng ta nhất á là cái này nè, thì nó sáng nhất. Cái giữa nó hơi đậm hơn, và khúc cuối nó màu da cam đậm hơn nhất, bởi vì nó ở xa chúng ta nhất. Bây giờ chúng ta mới vẽ đến cái mình của con cá. Cái mình con cá thì nó màu trắng xám như thế này. Quý vị đi chợ mà ra hàng cá, quý vị sẽ thấy là nó màu trắng xám. Cái lưng của nó thì màu xám đậm. Đó. Cái lưng của nó màu xám đậm. Khi mà nó về cái phần bụng á, thì bắt đầu nó trắng ra. Và nó có một ít những cái lốm đốm màu đen. Đó là cái đặc trưng của con cá salmon. Rồi tiện chúng ta đang có cái bút đậm, chúng ta vẽ luôn cái shadow của những khúc cá này mà nó hắt lên trên cái thớt. Bởi vì
Cường đã nói nhiều lần là bất cứ một vật thể gì nó cũng có cái bóng. Nhưng mà không vẽ bóng thì cái vật đó nó cứ bay bay ở trong không khí chứ nó không có nằm trên một cái vật gì cả. Nó làm không có được. Cái vật chúng ta đang nằm ở trên cái thớt thì chúng ta phải vẽ cái bóng nó hắt lên trên cái thớt. Sau đó chúng ta sẽ trộn nó lại để cho cái bóng này nó đều ra và nó mịn ra. Ok. Rồi. Thì bây giờ chúng ta vẽ đến cái con dao. Cái con dao mà nó còn đang nằm nghiêng nghiêng ở trên cái miếng, hai cái miếng cá đang cắt dở. Cái dao, cái cán dao nó bằng gỗ. Cái phần này nó nhạt đi. Cái phần này nó sáng lên. Tức khi mình vẽ nhạt và đậm thì mình làm cho người xem người ta biết là cái chỗ đó nó đi xuống hay nó đi lên. Rồi chúng ta vẽ cái highlight của cái miếng sắt ở giữa. Từ cái miếng sắt đó nó sẽ là cái lưỡi dao đó. Đó, thế như vậy đại khái mới sơ sơ như thế mà nó đã ra cái hình dáng của con dao rồi. Bây giờ chúng ta cho nó một vài cái bóng đen ở phía sau, cho phía sau chúng nó có vẻ nó tối ra một tí. Tất nhiên nếu có thì giờ chúng ta cho những cái không gian ở phía sau của cái bình và của con cá này nó tối lại một tí nữa cho nó nổi, tất cả nó nổi lên. Rồi.